Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của Lệ Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Em chào chị. Chị chào Tấn, kính chào quý khán giả trên mọi miền đất nước. Hôm nay em có đem về một lô mai tàn và mai phôi. Rất mong anh chị em vào xem ủng hộ shop. Shop của em địa chỉ là ấp Bình Long, sông Bình, chợ gạo Tiền Giang. Số điện thoại cũng là số Zalo em nằm trên tiêu đề á. Hình thức của em là bao ship toàn quốc ạ. Rồi, mình vào cây đầu tiên mã dẫn số... vô cây đầu tiên là mã số 1 ạ. 1 luôn. Đây, chiều cao. Chiều cao 89. Rồi. Em này có cái đồ né là... đi ha. Đó, rồi, đồ né nó ra luôn đi. Hoành 30. 30. Cái cũ cái này nè, nếu mà đo cái cũ này thì tới 46 luôn nè. Đó, 46. Rồi. Để xem cái củ đế vô vậy mình xem cái củ đế cái ha. Để cộng lực lực củ nở. Đế đã. Rồi, giao lưu nha chị. Rồi mã số 1 này giao lưu 2,5 triệu à. Rồi, 2,5 triệu ha. Rồi. Rồi. Tiếp tục luôn. Rồi. Mã số 2 luôn. Cao 77. Cái hoành 26 hơn mà tính 26 đi. Rồi, xe xe luôn. Để luôn à quý vị. Rồi, mình giao lưu như vậy chị. Rồi, mã số 2 giao lưu 850 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên mã số 3. Tiếp tục mã số 3 luôn. Em siêu siêu cao 62 hoành thân 28. Rồi 28 hoành củ đế luôn à quý vị. Đây cho cái củ này thử ha, củ nở nhiều hả? 37 hơn luôn nè. Rồi, tính 37 đi. 37 hoành củ nở 37. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã số 3 này giao lưu 750 à. Rồi xuống cây luôn. À, số 4 luôn. Rồi, số 4. Một mét lẻ tư. Cái hoành 28,5 tính 28 đi. Rồi, xây xây luôn. Rồi, củ đế rồi quý vị. Ồ, cái củ hết hồng. Đo thử cái củ cái ha. Lồn dưới đây đo cái cây. Lồn vô đây luôn. Ngày mình đo đúng lòn nè, mình đo đúng cô đặc luôn á. Ồ, 64, ô 54. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã số 4 này mình giao lưu 1 triệu mốt à. Rồi, 1 triệu mốt. Rồi tiếp tục luôn. Cái củ đẹp lắm luôn. Cô bác ơi. Cao 92. Cái hoành 21. Rồi 21 hoành. Rồi thân cành luôn. Rồi để luôn. Rồi giao lưu như chị. Rồi mã số 5 này giao lưu 309 nè. Rồi xuống cây luôn 309. Rồi mã số 6 luôn. Cao 71. Cái hoành 17,5 tính 17 đi. Rồi 17 hoành. Để đây khá đế không ha. Rồi cho luôn như chị. Mã số 6 này 250 ạ. Rồi mã số 7 luôn. 79 cao hoành 18. Rồi 18 hoành. Để luôn. Rồi cho luôn như chị. Rồi mã số 7 giao lưu 270 à. Rồi xuống cây luôn. Cao 68. Rồi mã số 8 nhưng quý vị hoành 17. Rồi 17 hoành. Rồi để luôn.
Rồi, cho nó như chị. Rồi, mã số 8 này giao luôn 108 à. Rồi, mã số 9 luôn. Cao 62. Cái hoành 16 rưỡi, tính 16 đi. Để luôn. Rồi, rồi mã số 9 thì giao lưu 108 à. Rồi, 108, mã số 10 luôn. Cao cũng 62 luôn. Cái hoành 15 rưỡi, tính 15. Rồi. Độc lá âm tầm luôn. Sống khỏe luôn. Để đây. Rồi, giao lưu nhiêu? Mã số 10 giao lưu 108 à. Rồi, lên 11 luôn. Cao 62. Cái hoành 15 rưỡi, 15 đi. Rồi, 15 hoành. Đang tược mạnh lắm cô bác ơi. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 11 giao lưu 108 à. Rồi, xuống cây luôn. 12 luôn. Cho 1m3 đi. Rồi, cỡ 1m3. Cái hoành 18 rưỡi tính 18. Rồi, 18 hoành. Rồi, để luôn nè quý vị. Rồi, để luôn như chị. Mã 12 này 206 à. Rồi, xuống cây luôn. Mã 13 này cũng cao 1m3 đi. Cái hoành 15 rưỡi tính 15. Rồi, thân cành luôn rồi quý vị. Rồi, để luôn. Rồi, xây tiếp luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 13 này giao lưu 204 ạ. À. Rồi, xuống cây luôn. 14 luôn. Cao 90. Cái hoành 13. Rồi, 13 hoành. Tay cành đều ha. Rồi, để có đế luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 14 này giao lưu 108 à. Rồi, lên 15 luôn. Cao 79. Cái hoành 18. Rồi, 18 hoành. Rồi, để luôn quý vị. Để đều luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 15 này giao lưu 300 ạ. À. Rồi, 300. 16. Cao 82. Cái hoành 18 đúng. Rồi. Hello. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã 16 này giao lưu 207 à. Rồi, 207. Rồi, mã số 17 luôn. Cao 79. Cái hoành 17 đúng. Rồi, tay cả cũng nhiều ha. Để luôn à quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã 17 đây 202. Rồi, 202 quý vị. Số 18. Cao 84. Cái hoành 16 rưỡi tính 16 đi. Rồi, thân cành cũng khá ha. Rồi, để quý vị ơi. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 18 đây giao lưu 202. Rồi, 202. Mã 19 luôn. Cao 79. Cái hoành 17. Rồi, 17. Tay cạnh cũng khá quá đây. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã 19 giao lưu 206. Rồi, 206. 620. Cao 75. Cái hoành 18. Rồi, 18 hoành. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã 20 giao lưu 250. Rồi, xuống cây. Số 21 luôn. 21 cao 57. Cái hoành 16. Rồi, 16 hoành. Để luôn rồi quý vị.
Những cây nhỏ nhỏ này là mai vườn nhà, là bông đẹp lắm nghe cô bác. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã 21 này giao lưu 108. Rồi, 52 luôn. Có rất nhiều cây bông thơm nghe cô bác. 67 cao, 17 hoành. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu như chị. Mã 22 này giao lưu 200 à. Rồi, lên 23 luôn. Rồi, cao 1m1 đi. Rồi, cái hoành 17 đúng. Số 23 cao 1m1 ha, tại cành cá hoa. Nó bung cái tàn ra nó kín mít thôi quý vị. Nụ mạnh lắm nè. Sẵn mạnh gì mình test được mặt hoa luôn. Để đây. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã 23 giao lưu 270 á. Rồi, xuống cây luôn. Mã 24 luôn. 24 cao 68, cái hoành 16,5, tính 16 đi. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 24 nó giao lưu 220 à. Rồi, 220. Số 25 luôn. 25 cao 70, cái hoành là hơn 17, tính 17 đi. Rồi, thân cành luôn. Rồi, để luôn. Đế cũng đều bầu á. Mã 25 giao lưu 200 à. Rồi, 200 ngàn. Số 26 cao 69, cái hoành 19,5, tính 19 đi. Rồi, để luôn nè quý vị. Rồi, giao lưu như chị. Mã 26 này giao lưu 270 á. Rồi, 207. Số 27 44 cao. Đây đi. Hoành 16. Rồi, 16 hoành. Để đây. Nhỏ mà cái củ đế cũng xinh xinh lắm á. Rồi. Giao lưu như đây chị. Rồi, mã 27 này giao lưu 150 à. Rồi, xuống cây luôn. 28. Cao 84. Hoành 18. Rồi, tay cành đều luôn. Để luôn. Rồi, giao lưu như mã 28 này giao lưu 220 à. 220. 29. 29 cao 87, cái hoành 20 đúng. Rồi, anh cành luôn quý vị. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu như chị. Mã 39 giao lưu 303. Rồi, 33. Mã số 30 cao 84, cái hoành 18,5, tính 18. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, giao lưu. Rồi, mã 30 này giao lưu 208 à. Rồi, 208. Mã số 31 cao 1m1 đi. 1m1 gì đi. Chắc tầm đó. Hoành 19. 19 hoành. Rồi, thẳng chắc cũng tầm 1m1 à. Cao 1m1 thôi quý vị. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu như mã 31 đi giao lưu 300 à. Rồi, 300 ngàn. 32 cũng cao 1m1 đi. Cái hoành 17. Rồi, tay cành cá quá ha, nhọc luôn. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, 32 này giao lưu 208 à. Rồi, mình lên 33 luôn. 33 cao cũng 1m1 đi. Rồi, tầm đó luôn. Cái hoành 20 đúng. Rồi. Để luôn rồi quý vị. Rồi, giao lưu như chị. Mã 33 này giao lưu 303. Rồi, tính số mai tàng như nào quý vị. 34 là đến rồi. Mai tàng. Rồi, ước tính đi. Rồi, em này cao tầm khoảng 1m4 ha, đáng ngang khoảng 1m. Cao 1m7 ạ.
Rồi. Ờ, hoành 17 à. Bậy ghê à. Xin lỗi nha cô bác. Hoành 17 quên nó ra bác bậy. Nó không có được ai. Rồi ngay rồi. Tàn đều lắm cô bác ơi. Rồi, mình giao lưu như thế chị. Rồi mã 34 này giao lưu 420 à. Rồi 420. Thì tất cả các cây báo giá trên clip đã bao cái phí vận chuyển cây tới nhà quý vị luôn rồi nha quý vị. Mã 35 này cao lấy 1,5 m quý vị, thắt ngang lấy gọn gọn 1 m luôn. Trời, hoành thân 19. Rồi 19 hoành. Hoành 19. Hôm nay tay cành cũng đều quá đây. Rồi mình giao lưu nha chị. Rồi mã 35 này giao lưu 420 ạ. À. Rồi 420. Rồi tiếp tục mình lên 36 luôn. Rồi 36 thì em này cao tầm 1,7 m. Tán ngang lấy gọn gọn 1 m luôn. Xiết sát vô mới được. Cái hoành 19. Rồi em nói 19 quanh. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 36 giao lưu 400 à. Rồi xuống cây luôn 400 ngàn. Tiếp tục là mã số 37 luôn. Rồi 37 của em tàn tròn tròn. Cao 1,2 m, ngang 1,1 m. Quanh 17. Rồi tàn tròn tròn đây quý vị. À mình giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 37 giao lưu 402 à. Rồi 402. Lên 38 luôn quý vị. 38 luôn. 38 này cao khoảng 1,5 m nha quý vị, tán ngang lấy gọn gọn 1 m luôn ha. Hoành 18. Rồi 18 hoành. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 38 giao lưu 450 á. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên 39 luôn. Rồi 39 em này cao chắc khoảng 1,1 m, cái gì tán ngang khoảng 1 m ha. Lùng lực. À hoành 19 đi. Rồi 19 hoành. Rồi giao lưu nha chị. Mã 39 này giao lưu 450 á. Rồi 450. Rồi tiếp tục mình lên 40 luôn. Đây, em này cao lấy 1,5 m nha quý vị, tán ngang lấy 1,1 m ha. 18,5 m tính 18 đi. Hoành. Rồi 18 hoành. Rồi giao lưu nhiêu chị? Mã 40 này giao lưu 400 à. 400. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số cuối cùng luôn. Cuối clip hôm nay. Này cao 1,7 m, tán ngang chắc cũng khoảng 7,80 m gì à. 16,5 m hoành. Rồi, này tổng cao ha. Đó. Rồi giao lưu như chị. Rồi mã 41 này giao lưu 390 à. Rồi giờ lại nói với quý vị không à chị. Rồi cuối clip em cũng chúc quý khán giả một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc. Nhấn chút thời gian vào xem ủng hộ shop em, cảm ơn ạ. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.